Chào tất cả các bạn, mình sẽ lại bắt đầu với thông tin tình hình dịch COVID trưa ngày hôm nay ngày 31 tháng 7 bao gồm những nội dung như sau. Thì sáng nay ngày 31 tháng 7, Bộ đội Hóa học Quân khu 9 đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn trên địa bàn thành phố Bến Tre. Việc phun khử khuẩn góp phần phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Thì dự kiến là ngày mai ngày 1 tháng 8, Bộ đội Hóa học Quân khu 9 sẽ hỗ trợ phun khử khuẩn tại một số điểm ghi nhận ca nhiễm COVID-19 tại Ba Tri và Thạnh Phú. Thì ngày hôm nay cũng là ngày thứ hai đón công dân Bến Tre về từ thành phố Hồ Chí Minh đến các huyện như là Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú. Thì tiếp tục phương án tiếp nhận công dân Bến Tre về thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 sáng ngày hôm nay ngày 31 tháng 7. Các thành viên của tổ công tác đã có mặt tại bến xe miền Tây để đón nhận 314 công dân Bến Tre về các huyện như là Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú. Thì khi về đến huyện, người dân sẽ cách ly tập trung 7 ngày theo quy định và 7 ngày tại nhà, đồng thời là sẽ khai báo y tế và tiếp tục test nhanh các ngày thứ nhất và ngày cách ly thứ 7 và ngày cách ly thứ 14. Thì theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, công dân về thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cách ly riêng, không cách ly chung với những người đang cách ly tập trung tại huyện. Và tiếp theo là Bến Tre sẽ khẩn cấp cải tạo nâng cấp khu cách ly Đồng Gò, khu cách ly tập trung Đồng Gò. Thì địa điểm xây dựng là xã Lương Hòa, huyện Dòng Trôm, công trình xây dựng với quy mô là 1.125 giường, gồm 2 điểm cách ly. Thì điểm cách ly số 1 là trường Cao đẳng Đồng Khởi cơ sở 2, thì sẽ cải tạo nâng cấp dãy lớp học, hội trường, khu ký túc xá và các hạng mục như là nhà tắm, nhà vệ sinh di động, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt di động, hệ thống xử lý nước thải y tế di động và hệ thống điện trong nhà, hệ thống cấp thoát nước phục vụ cho 633 giường bệnh. Thì điểm cách ly số 2 là trường phổ thông trung học Nguyễn Thị Định, là sẽ thực hiện cải tạo nâng cấp các dãy lớp học, hội trường, nhà xe và các hạng mục để phục vụ cho 492 giường bệnh. Và tiếp theo là trưa ngày hôm nay, 8 tỉnh thành miền Tây sẽ kéo dài chỉ thị số 16 thêm từ 7 đến 14 ngày. Thì theo đó là Bạc Liêu đã quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội trên toàn tỉnh theo chỉ thị số 16 trong 7 ngày từ ngày 2 tháng 8. Và tại Vĩnh Long sẽ áp dụng chỉ thị số 16 thêm 7 ngày. Thì sau thời gian này thì căn cứ vào tình hình dịch bệnh của địa phương sẽ có phương án giãn cách phù hợp. Và còn tại Cà Mau á, thì cho biết là địa phương đang kiểm soát tốt dịch COVID-19, vì vậy Cà Mau áp dụng chỉ thị số 16 thêm 1 tuần từ ngày 2 tháng 8. Còn tại An Giang thì tùy vào tình hình dịch bệnh của địa phương và khu vực, tỉnh sẽ áp dụng chỉ thị số 16 thêm 1 đến 2 tuần hoặc là nhiều hơn nữa. Còn tại Cần Thơ, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, các địa phương cho biết là sẽ kéo dài chỉ thị số 16 thêm 14 ngày nữa kể từ ngày 2 tháng 8. Và tiếp theo là thông tin tình hình dịch bệnh tại Bến Tre. Tính đến sáng ngày hôm nay, thì sáng ngày hôm nay là Bến Tre ghi nhận thêm là 7 ca mắc mới, bao gồm là Ba Tri là 4 ca là ở khu phố 4 thị trấn Ba Tri, Dòng Trôm là 1 ca ở ấp 1 Long Mỹ và Mỏ Cày Nam là 2 ca ở Phước Điền và Bình Khánh. Thì tất cả là đều trong khu cách ly và phong tỏa. Còn trưa ngày hôm nay thì Bến Tre không có ghi nhận thêm ca mắc mới. Thì tính tổng số ca tại Bến Tre hôm nay là 764 ca, trong đó là có 9 ca tử vong. Và số ca ra viện trong ngày hôm nay là 31 ca. Thì cộng dồn là số ca ra viện là 138 ca. Cũng xin kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay tại đây. Hẹn các bạn vào bản tin tối ngày hôm nay, ngày 31 tháng 7. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Và bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một cái đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.